Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và giải trí. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 9 tháng 9 ghi nhận có thêm 5 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh và đã được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các ca nhiễm mới này đã nâng tổng số người dương tính với virus COVID-19 tại Việt Nam lên con số là 1.059 người, trong đó có 890 người đã hồi phục, 35 người tử vong và số còn lại hiện đang được điều trị. Trước yêu cầu phải chung sống an toàn với dịch bệnh, đồng thời phải mở cửa để đón các chuyên gia, nhà đầu tư nhằm mục đích phát triển nền kinh tế, nên phương án thực hiện xét nghiệm nhanh ngay tại các cửa khẩu, phi trường, bệnh viện hoặc những chương trình tập trung đông người được xem là cần thiết. Hiện nay một số doanh nghiệp trong nước đã nghiên cứu sản xuất test kit nhanh với giá thành thấp, thời gian thực hiện ngắn hơn nhưng độ nhanh nhạy được cho là tương đương hoặc cao hơn phương pháp real-time PCR hiện nay. Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm. Chiều ngày 9 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết một tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn vừa bị tàu lạ đâm chìm khiến cho hai ngư dân bị thương nặng và một người mất tích. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 82 hải lý. Vào thời điểm đó, chiếc tàu câu mực của ông Bùi Văn Nghĩa, 52 tuổi, chở theo 27 ngư dân khi đang hành nghề thì bị tàu lạ đâm chìm. 26 ngư dân gặp nạn trên tàu câu mực đã được tàu cá của ngư dân Phú Yên đưa lên tàu, trong đó có hai ngư dân bị thương nặng. Người còn lại đang mất tích được xác định là Bùi Văn Lượng, 45 tuổi. Sự việc đang được giới hữu trách điều tra. Tơ tầm Trung Quốc giả. Tơ tầm Trung Quốc giả nhãn mác Việt Nam để xuất đi Ấn Độ. Một doanh nghiệp tại thành phố Sài Gòn vừa bị phát hiện nhập cảng tơ tầm Trung Quốc về, sau đó dán nhãn mác Việt Nam để xuất cảng sang Ấn Độ. Đó là thông tin do Tổng cục Hải quan loan đi vào hôm 9 tháng 9. Hành vi này nhằm tránh thuế xuất bởi tơ tầm từ Trung Quốc xuất sang Ấn Độ phải chịu thuế nhập cảng 25%, còn nếu từ Việt Nam chỉ có 5% mà thôi. Công ty nói trên đã bị phạt hành chính 60 triệu đồng và nộp 550 triệu đồng số tiền thu lợi bất hợp pháp. Được biết trong thời gian qua, các sự việc gian lận lợi dụng xuất xứ hàng hóa Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan với các nước đã ký kết hiệp định với Việt Nam diễn biến phức tạp. Điều này có nguy cơ khiến cho Việt Nam thành điểm trung chuyển hàng hóa để gian lận về thương mại. Kính thưa quý vị, quận Hoàn Kiếm dự kiến cho phép nhiều dịch vụ hoạt động xuyên đêm. Chính quyền của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 9 tháng 9 cho biết, trong thời gian sắp tới, dự kiến sẽ không giới hạn thời gian hoạt động của các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và mua sắm nhằm để phát triển hình thức kinh tế về đêm. Đề xuất này hiện đang được lấy ý kiến từ các cơ quan có liên quan. Theo đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại quận này sẽ được tổ chức không giới hạn thời gian hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần. Riêng hoạt động ngoài trời và các điểm di tích, di sản phục vụ du lịch sẽ được hoạt động cho đến 24 giờ. Quận đã lên kế hoạch phát triển, hoàn thiện hạ tầng và chương trình văn hóa, thực hiện các lễ hội đường phố lớn, tổ chức các hoạt động dịch vụ, thương mại du lịch xung quanh Hồ Gươm và các vùng phụ cận bao gồm không gian đi bộ Phùng Hưng gầm cầu, khu vực Đồng Xuân Bắc Qua, tuyến phố du lịch Hàng Đào Hàng Giấy và tuyến phố Hàng Khay Tràng Tiền. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến ngành giải trí cho biết ban tổ chức giải Oscar công bố tiêu chuẩn mới nhằm phản ánh sự đa dạng trong cơ cấu xã hội. Vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Điện ảnh Hoa Kỳ đề ra bộ tiêu chuẩn mới cho các phim tranh giải. Sự đa dạng và sáng kiến hòa hợp là những chủ đề lớn mà Oscar theo đuổi trong những năm vừa qua. Variety đưa tin vào ngày 9 tháng 9, với tư cách thành viên của sáng kiến hòa hợp Academy Aperture 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã công bố bộ tiêu chuẩn mới cho tác phẩm tranh giải hạng mục phim xuất sắc. Với lễ trao giải Oscar lần thứ 94 và 95, dự kiến sẽ được tổ chức trong các năm 2022 và 2023. Nhà làm phim sẽ phải hoàn thiện mẫu tiêu chuẩn hòa nhập
để tác phẩm đủ điều kiện tham gia tranh giải hạng mục phim xuất sắc. Bắt đầu từ giải Oscar lần thứ 96 tổ chức vào năm 2024, mỗi phim tranh giải tại hạng mục này đều phải đáp ứng ít nhất 204 tiêu chuẩn mới thì mới được ban hành. Kính thưa quý vị, Nữ hoàng Anh quốc biến Điền Trang trở thành rạp chiếu phim. Để chia sẻ khó khăn với người dân, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã chuyển đổi Điền Trang tại vùng nông thôn Sandringham của mình trở thành bãi chiếu phim ngoài trời. Khi Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới vào tháng 3 vừa qua, sức khỏe của Nữ hoàng Anh là mối quan tâm của nhiều chuyên gia. Người đứng đầu hoàng gia Anh năm nay đã bước sang tuổi 94, thuộc nhóm người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hiện tại nữ hoàng đã chuyển khỏi điện Buckingham ở London và đến sống tại lâu đài Windsor, vùng Berkshire cùng với hoàng tử Philip. Trái với dự đoán của nhiều người, nữ hoàng sẽ không quay trở lại điện Buckingham sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp với gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.